Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 21 Tây tháng 4 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có một bài bình luận và một bản tin xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận hôm nay với nhan đề Đảng Cộng Hòa trao lệnh bài triệt hạ Trump cho Đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, nghe tựa đề này thì có nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc tại sao là Đảng Cộng Hòa lại trao một lệnh bài hay là một kim bài lợi ích nào đó cho Đảng Dân Chủ để triệt hạ giáo chủ của họ là Donald Trump. Nghe nó hơi kỳ kỳ. Nhưng kính thưa quý vị, nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lên án cựu Tổng thống Donald Trump về bản cáo trạng và buộc tội của ông ta qua vụ án ở Manhattan, New York. Nhưng mà sau đó khoảng một tuần thôi, thì dường như Đảng Dân Chủ đã giữ im lặng về các vấn đề pháp lý của Trump. Có nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao. Đó là bởi vì các đảng viên Đảng Dân Chủ họ đang nhận ra rằng họ nên tránh xa những vấn đề rắc rối pháp lý của Trump và chỉ nên tập trung vào những lo lắng của cử tri về các vấn đề thực tế hơn, như là giá xăng, chăm sóc sức khỏe và lạm phát. James Carville là nhà tư vấn chính trị lâu năm và là chiến lược gia chiến dịch của Đảng Dân Chủ đã nói rằng ngọn lửa pháp lý từ Manhattan và các nơi khác là quá đủ để thiêu cháy Donald Trump và tương lai tranh cử của ông ta. Đảng Dân Chủ không cần phải để ý đến Trump, không cần lên tiếng. Thưa quý vị, nếu những ngọn lửa cáo trạng đang hoành hành xung quanh Trump, thì điều đó phần lớn là bởi chính do Donald Trump tạo nên. Hai tuần sau khi tin tức về bản cáo trạng được công bố, thì Donald Trump vẫn đang cố gắng đưa bản cáo trạng của mình lên trang nhất của nhiều tờ báo, qua các cuộc biểu tình chính trị và trên nền tảng riêng của ông ta, Truth Social, đặc biệt là đối với những khán giả bảo thủ và Đảng Cộng Hòa. Donald Trump đã có một bài phát biểu từ Mar-a-Lago và ông ta nói rất nhiều về bản cáo trạng của ông ta để cầu xin lòng thương hại từ những người ủng hộ ông ta và cũng để quyên tiền. Và đặc biệt là ông ta đã làm một cuộc phỏng vấn vào khung giờ vàng với Fox News để cố gắng biến những cáo trạng này thành những lợi thế chính trị cho chiến dịch tranh cử của ông ta. Đúng ra, thưa quý vị, ông ta đã gặt hái được một số thành công trong việc tập hợp phần lớn giới tinh hoa của Đảng Cộng Hòa xung quanh mình. Ông ta đã lấy lại được sự chú ý của cả nước, đặc biệt là từ giới truyền thông. Nhưng mà rất là bất ngờ, không ai ngờ được, nước Mỹ lại xảy ra các vụ xả súng hàng loạt ở Tennessee và Kentucky. Việc trục xuất và phục hồi hai nhà lập pháp Đảng Dân Chủ ở Tennessee, vụ những nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa không thông qua kiểm soát súng đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Nashville và các phán quyết mâu thuẫn của các thẩm phán liên bang về tương lai của thuốc phá thai Mifepristone đã khiến cho cử tri tập trung lại sự chú ý của họ vào các vấn đề cấp thiết của xã hội và bỏ qua những vấn đề dính dáng đến Donald Trump. Sự trở lại nổi bật của những vấn đề xã hội này, nó đã mang đến cho Đảng Dân Chủ những cơ hội tuyệt vời khác để giải quyết các vấn đề đã giúp cho họ giành chiến thắng vào năm 2022. Đó là an toàn súng đạn, đó là tiếp cận quyền phá thai và các giá trị dân chủ. Đồng thời, thưa quý vị, những nỗ lực của Trump đã vô tình tạo ra một cơ hội hấp dẫn có một không hai cho Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ. Họ có thể tiến hành một chiến dịch đòi quốc hội phải bỏ phiếu cho một dự luật mới để chống lại một ứng cử viên tổng thống là người đã bị buộc tội hình sự.
một số đảng viên đảng Dân Chủ cấp cơ sở. Họ muốn các nhà lãnh đạo của họ nhấn mạnh và tận dụng thực tế này. Nhưng mà các chiến lược gia chính trị và trụ cột của đảng Dân Chủ thì nói rằng chiến lược chính trị tốt hơn có thể là hãy để cho các đảng viên Cộng Hòa tự đưa họ vào thế khó bởi sự dính líu đến Trump qua những vụ biện hộ, bảo vệ để rửa tội cho Trump sẽ bất thành. Trong khi các ứng cử viên đảng Cộng Hòa họ vội vàng bảo vệ nhà lãnh đạo của họ thì các đảng viên đảng Dân Chủ họ có thể nói lên thành tích của họ tiếp tục bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, đồng thời đưa ra một chương trình nghị sự đầy hy vọng cho 4 năm nữa của Biden và một quốc hội dân chủ mới. Kính thưa quý khán thính giả, tôi nghĩ rằng với toàn bộ cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống sắp diễn ra, hãy để cho đảng Cộng Hòa tàn phá lẫn nhau. Tôi nghĩ đó là một chiến lược tốt nhất cho đảng Dân Chủ. Joe Tripi, chiến lược gia đảng Dân Chủ, từng là người quản lý chiến dịch tranh cử của Howard Dean năm 2004 và là cố vấn cấp cao của John Edwards trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2007. Ông đã nói rằng chính sự tương phản đã có tác dụng với Biden vào năm 2020 và đã có tác dụng với đảng Dân Chủ để tránh làn sóng đỏ khổng lồ vào năm 2022. Những gì mà một Hạ viện Cộng Hòa đang làm, nó chỉ mang đến những kết thúc tệ hại cho đảng Cộng Hòa và ứng viên của họ trong năm 2024. Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa của ông ta đã và đang làm công việc tốt giúp cho đảng Dân Chủ mà không đòi hỏi công lao gì cho họ. Donald Trump đang cố gắng thu hút sự chú ý từ công chúng Mỹ và bảo đảm rằng nhiều người Mỹ càng tốt biết rằng ông ta đang là trung tâm của một cuộc điều tra và xét xử tội phạm. Donald Trump và các đồng minh của mình đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho một cảnh tượng buộc tội ông ta sau khi mà tin tức về nó bị rò rỉ ra. Và chuyến đi của ông ta từ Florida đến New York đã tạo ra một gánh xiết truyền thông mà đất nước chưa từng thấy kể từ khi mà Trump nhậm chức đầu năm 2017. Đã có rất nhiều suy đoán dẫn đến lời buộc tội của Trump về loại ảnh hưởng chính trị nào mà một bản cáo trạng có thể gây ra đối với các cơ hội chính của Donald Trump. Nhiều người tin rằng điều đó sẽ giúp ích cho ông ta trong ngắn hạn, nhưng mà sẽ gây hại cho ông ta về lâu dài. Và cuộc thăm dò kể từ đó đã cho thấy là ít nhất thì điều đầu tiên là đúng, không sai thưa quý vị. Donald Trump đã đúng khi mà ông ta đánh cược rằng việc bị buộc tội sẽ truyền cảm hứng cho hiệu ứng biểu tình xung quanh lá cờ MAGA. Đã có rất nhiều người thách thức chính, rất tiềm năng của đảng Cộng Hòa đối với Trump. Những người này dù trong lòng họ không muốn, nhưng mà họ vẫn phải lên tiếng để bảo vệ ông ta, cũng như hầu hết các đảng viên Cộng Hòa đứng về phía ông ta. Nhưng mà điều đó nó cũng khiến cho Donald Trump phải trả giá. Khi mà đa số người Mỹ nghĩ rằng ông ta đã có những hành động bất hợp pháp và coi những cáo buộc chống lại ông ta là nghiêm trọng. Theo một cuộc thăm dò của ABC News, Ipsos, một nửa số người Mỹ nghĩ rằng lẽ ra ông ta phải bị buộc tội. Và Trump đang mất dần sự ủng hộ của các cử tri độc lập. Đa số hiện đồng ý rằng Donald Trump đáng lẽ ra phải bị buộc tội. Những con số đó, nó cho thấy là các đảng viên đảng Dân Chủ không thực sự cần nỗ lực cố gắng định hình bản cáo trạng và các cuộc điều tra đang diễn ra theo hướng tiêu cực. Không còn cần thiết nữa. Bởi vì tự bản thân Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, họ đã làm thay công việc này cho đảng Dân Chủ. Khi đi dạo trong khu phố, có lẽ quý vị cũng thấy các sân vườn ít cỏ hơn, nhiều cây bản địa hơn.
Sân vườn quý vị trông thế nào? Quý vị sẵn sàng thay sân cỏ cần nhiều nước bằng cảnh quan đẹp, hiện đại và tiết kiệm nước chưa? Nếu quý vị cư ngụ ở quận Santa Clara, các chương trình hoàn tiền khuyến mãi của Valley Quarter có thể giúp trả chi phí nâng cấp. Truy cập watersavings.org ngay hôm nay để kiến tạo sân vườn của quý vị. Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Biden đã giải quyết vấn đề cáo trạng của Donald Trump khá tốt. Họ đã chọn không bình luận và chỉ đơn giản là phớt lờ Donald Trump. Xem Trump như là một con người vô hình, không có gì quan trọng, bởi vì Tổng thống Biden đang có nhiều vấn đề chính sách quan trọng hơn cần phải giải quyết. Và chiến lược đó của Tòa Bạch Ốc có thể tốt khi mà ông Biden bắt đầu chính thức vận động tái tranh cử. Ông và các đảng viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội sẽ có nhiều điều để nói về cải thiện lạm phát, về tỷ lệ thất nghiệp thấp, duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người mắc bệnh từ trước, giảm giá thuốc, giảm giá thực phẩm và tiện ích, và duy trì khả năng tiếp cận quyền phá thai. Có quá nhiều điều để nói. Như vậy đã đủ để cho người Mỹ thấy được một hướng đối nghịch với những gì mà Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ đang làm, chính là một đảng Cộng Hòa chỉ muốn chống lại chi tiêu lợi ích cho dân của chính phủ và tước đoạt quyền phá thai tại Hoa Kỳ. Đó là sự hỗn loạn của Donald Trump và những hành động mang tính cách báo thù lung tung của một Hạ viện Cộng Hòa và sự ồn ào khoa trương hành động bạo lực để bảo vệ Trump từ cơ sở MAGA của đảng của họ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng hãy cứ để cho Trump tự rêu rao quảng cáo về những cáo trạng của ông ta, cho cả nước thấy rõ ông ta là một kẻ phạm tội và xứng đáng bị truy tố. Hãy cứ để cho những đảng viên Cộng Hòa chạy đây chạy đó để làm những cuộc lễ rửa tội cho Donald Trump, báo thù thay cho Trump. Hãy để cho người Mỹ thấy những gì mà Trump và đảng Cộng Hòa đang làm, bởi vì điều đó thực sự quan trọng đối với những cử tri độc lập còn do dự. Họ sẽ dễ dàng đưa ra một quyết định đúng đắn hơn. Đó là bỏ phiếu cho người nào và đảng nào biết nghĩ đến những lợi ích thực tiễn cho cuộc sống của người Mỹ, bảo vệ những quyền lợi và lợi ích thiết thực cho phụ nữ, cho những người trong cộng đồng LGBT, cho những người nghèo, những người già và trẻ em. Tôi tin chắc là những cử tri độc lập, họ sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt trong năm 2024, bởi vì họ đã từng phạm sai lầm của một trong hai cuộc bầu cử năm 2016 hay là 2020. Họ sẽ không thể nào được phép phạm sai lầm dù chỉ một lần nữa, bởi vì nhất quá tam mà, thưa quý vị. Và một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc, kính thưa quý vị, đó là các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ có tác dụng đến hội chợ Canton Fair ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất Trung Quốc họ đã thất vọng khi mà họ thấy số lượng người đến xem và mua hàng từ châu Âu và Hoa Kỳ giảm khá nhiều trong hội chợ Canton Fair trong tuần này. Canton Fair là một cuộc triển lãm thương mại lớn nhất ở Trung Quốc. Một số nhà xuất khẩu phàn nàn rằng họ đã phải trả phí gian hàng cao hơn, nhưng mà ít người mua châu Âu và Mỹ tiếp cận hơn. Và hầu như không có khách hàng mới nào ở Mỹ cả. Họ cho biết là họ thấy nhiều người mua hơn từ châu Mỹ Latin, châu Phi, Đông Nam Á và Nga. Nhưng mà những khách hàng này có thể mang lại lợi nhuận thấp hơn. Một phân tích được một nhà bình luận Trung Quốc đưa ra là một số công ty phương Tây, họ đã cố gắng đặt hàng với các nhà máy ở các quốc gia mới nổi khác trên thế giới như là Ấn Độ và Việt Nam, thay vì là Trung Quốc, bởi vì họ không muốn bị ảnh hưởng bởi sự tách rời Trung Mỹ và cuộc chiến thương mại ngày càng gia tăng. Kể từ năm 1957, chính sách của Bộ Thương mại Trung Quốc và chính quyền Quảng Đông
là tổ chức hai phiên họp chợ mỗi năm của hội chợ Canton, hay chính thức hơn là hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc tại Quảng Châu. Và phiên mùa xuân năm nay từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 5 tây tháng 5 có diện tích triển lãm là 1,5 triệu mét vuông so với 1,2 triệu mét vuông của phiên mùa thu trước đại dịch năm 2019. Vì tất cả 6 phiên triển lãm trong năm 2020 đến 2022 đều được tổ chức trực tuyến vì đại dịch Covid-19, cho nên nhiều nhà sản xuất Trung Quốc họ rất kỳ vọng rằng năm nay sau khi đại dịch đã khá bớt nhiều thì họ sẽ gặp lại các khách hàng nước ngoài lâu năm tại hội chợ Canton này. Nhưng mà nhiều người phương Tây đã không xuất hiện vì những lý do không chỉ bao gồm những lo ngại về chính trị mà còn do chi phí đi lại, ăn ở và thị thực visa khó khăn. Li Mingyang, tổng giám đốc của Little Electrical Appliance, một nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Sơn, đã nói rằng trong vài năm qua, các đơn đặt hàng nước ngoài cho các sản phẩm của chúng tôi đã giảm đáng kể do đại dịch. Khoảng 85% đơn đặt hàng của chúng tôi đến từ khách hàng Mỹ, nhưng mà một số người trong số họ đã chuyển sang đặt hàng tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Mexico vì lo ngại chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong quan hệ quốc tế giữa Mỹ-Trung. Còn Chen Haibin là giám đốc bán hàng của Quảng Đông, Gallant Enterprise, thì cho biết rằng xuất khẩu thiết bị gia dụng của Trung Quốc vẫn yếu kể từ nửa cuối năm ngoái, đặc biệt là sang châu Âu và Mỹ. Bà Chen cho biết là có nhiều khách hàng đến từ Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ, cũng như là Nga, nhưng mà ít hơn từ châu Âu và Mỹ trong hội chợ Canton trong tuần này. Wu Xiaobo là một nhà báo ở Chiết Giang, cho biết một số nhà triển lãm đã phàn nàn rằng ban tổ chức hạ phí vào cửa để tăng số lượng khách tham quan, nhưng mà lại không quản lý nổi được dòng người ở lối đi vào. Và một số người mua phương Tây thì không thể xuất hiện vì họ gặp khó khăn trong việc xin thị thực và vé máy bay đến thăm Trung Quốc lại rất cao. Ông cho biết là những người mua ở châu Âu và Mỹ ít tích cực hơn so với những người từ các khu vực khác do nhu cầu từ các nước phát triển bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao, trong khi một số khách hàng lo ngại về sự tách rời Trung Mỹ. Vào cuối tháng 2, Cục Công nghiệp và An ninh BIS của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và cáo buộc họ cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho quân đội Nga. Trong số đó thì AOOK Technology có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên bán các bộ phận điện tử như là mạch tích hợp, bóng bán dẫn, diode và tụ điện. Và mới đây nhất thì vào ngày 12 tháng 4, Cục Công nghiệp và An ninh BIS của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xử phạt thêm 12 công ty Trung Quốc vì các chuyến hàng gửi đến Nga. Hầu hết trong số họ là các công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, bán mạch tích hợp, tụ điện và chip nhớ. Một số công ty phương Tây họ đã cố gắng đặt hàng ở nơi khác vì họ không biết liệu một ngày nào đó các nhà cung cấp Trung Quốc của họ có bị trừng phạt hay không. Trên thực tế thì hiện tượng được thấy tại hội chợ Canton đã phản ánh những gì mà chúng ta có thể thấy từ các số liệu thương mại tổng quát của Trung Quốc. Trong quý đầu tiên, xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu đã giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 17%, theo số liệu tính bằng đô la do Tổng cục Hải quan công bố vào ngày 13 tháng 4. Và sự sụt giảm phần lớn được bù đắp bởi sự gia tăng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, cộng 18,6%, châu Phi cộng 19,3% và Nga tăng đến 47,1%. Nói chung, tổng xuất khẩu của Trung Quốc tăng 0,5% lên 821 tỷ đô la trong quý đầu tiên so với một năm trước. Như vậy, nếu tính bằng đồng nhân dân tệ,
thì tốc độ tăng trưởng là 8,4% trong giai đoạn do đồng tiền Trung Quốc mất giá. Zhu Xiaoping, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JP Morgan Asset Management, đã cho biết rằng tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã hồi phục lên 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3, đánh bại kỳ vọng của thị trường là giảm 5%. Tuy nhiên, khi mà nhu cầu từ các nền kinh tế phát triển vừa phải, tăng trưởng xuất khẩu có thể giảm trở lại. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật. Xin cảm ơn và xin kính chào.